Bây giờ chúng ta qua bước 7 ở trang 79. Các bạn vào mặt kính sau. Bây giờ giả sử cái mặt tường này chúng ta sẽ cắt những cái lỗ, cắt theo mái gì đó. Thì chúng ta dùng cái detail line, chúng ta tạo cái đường định vị cắt cho cái panel giống như cái hình ở bước 7 đó. Thì những cái trường hợp cắt này làm sao đủ 14 cái trường hợp cắt của panel. Đó thì là nó có cái lỗ trống để gắn cửa đi nè, cửa sổ hay ô kính quan sát. Rồi là nó có vụ cắt xéo ở chỗ cái mặt đầu hồi panel á, chỗ cái dao cái máy á thì nó bị xéo. Bây giờ chúng ta tạo, các bạn dùng detail line, chỗ cái line style các bạn đổi thành á là cái loại đường hidden line. Sau đó chúng ta tạo một cái đường ngay cái giữa đây nè, các bạn kéo nó quanh đây, dạ quanh đây như thế này. Rồi các bạn dùng dimension angular, các bạn đổi cái góc này, góc này các bạn click vào nó chỉnh thành 10 độ, quá đẹp luôn, dễ làm sao mà ngay đúng 10 độ luôn. Sau đó các bạn mirror nó qua bên kia, và chỗ này nè là chúng ta tạo được một cái đường detail line theo phương đứng. Rồi các bạn đo kích thước từ đây tới đây, các bạn click chọn cái đường detail line này, các bạn cho nó là 8000. Chỗ này bị nhảy rồi, các bạn dùng lệnh move, các bạn move cái đường này lại vào vị trí này. Sau đó dùng lệnh mirror tick exit, click vào cái đường detail line này cho nó lại qua đây như thế này. Tiếp tục tôi sẽ là vẽ cái lỗ dưới đây, giả sử đây là cái lỗ sau này mình gắn cửa, các bạn cũng dùng detail line, các bạn vẽ đại cái hình dáng của nó đây, lên bao như thế này, vẽ quẹo ngang qua đây rồi quẹo xuống ngay lại. Bây giờ chúng ta sẽ đo kích thước từ đây tới đây. Kích thước này các bạn click chọn nó, các bạn cho nó là 3600, có sao hay dữ trời, vẽ cái dính ngay đúng 3600 luôn. Rồi tới kích thước từ đây tới đây, ta muốn đúng 1600 hay dữ vậy nè, vẽ đại là sao đúng luôn. Rồi để coi chiều cao coi đúng 2m4 không nha. Tôi click chọn đường này, click lên đây, cái này hết hay rồi, có 2m5 thôi. Cho nên chúng ta click cái đường detail line nằm ngang đây nè, các bạn sửa thành là 2400. Rồi tiếp tục các bạn dùng detail line, các bạn tạo một cái rectangle chỗ vị trí cái ô này nè, kéo ô này. Bây giờ mình mới đo kích thước từ cái đường này tới cái đường này. Tôi click chọn cái đường này, tôi chỉnh cái giá trị nó thành là 2800. Sau bữa nay hên dữ vậy nè. Rồi tôi mới đo tiếp kích thước từ đây tới đây nè. Rồi tôi click chọn cái đường này, tôi sửa cái này thành là 5600. Bây giờ tôi đo kích thước từ cái dưới ra vào một này lên tới cái đường nằm ngang dưới nè, tôi click chọn nó, tôi sửa thành 1500. Sao hay quá nè. Rồi bây giờ hai thằng này bằng đầu với nhau, cho nên tôi dùng lệnh align. Tôi click vào cạnh này, tôi click vào cạnh này, mình được hai cái lỗ này rồi ha. Bây giờ chúng ta vẽ cái lỗ ở đây, các bạn dùng detail line rectangle tới cái hàng cái đầu này, vẽ một cái ô hình chữ nhật ở đây. Rồi sau đó mình đo kích thước nè, đo từ đây từ cái đường detail line này lên tới cái đường này. Rồi các bạn click chọn cái đường dưới này, các bạn cho kích thước nó là 2000. Rồi sau đó mình đo tiếp kích thước giữa hai cái đường này, các bạn click vào nó, các bạn sửa thành là 400. Bây giờ chúng ta mới đo kích thước từ đây tới đây, để qua đây luôn. Rồi mình gắn nó xuống đây như thế này, các bạn mới click chọn cái cạnh đứng này, các bạn sửa thành là 2000. Rồi mình mới click chọn cạnh đứng này, mình sửa thành 1600. Thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái ô hình chữ nhật, kéo này ngắn lại đi, các bạn tạo một cái detail line và dùng rectangle rồi cái ô này qua ô phía này, vẽ một hình chữ nhật ở đây. Bây giờ các bạn click chọn cái kích thước này, các bạn edit width line, đo nó qua đây rồi đo qua đây luôn. Các bạn lấy chọn ngành đứng này, điều chỉnh nó thành là 3400. Rồi lấy chọn ngành đứng này, điều chỉnh nó thành là 1200. Sau đó các bạn mới align cái này với cái này ngay đáy với nhau. Rồi đo cái thước từ đây lên đây. Rồi các bạn lấy chọn cái đường ngang bên trên nè, các bạn điều chỉnh nó thành là 1200. Rồi lấy ra bên ngoài. Cái ô cuối cùng các bạn cũng dùng rectangle, detail line rectangle. Ở đây các bạn tạo một cái ô chỗ này như thế này. Mình cho thiên line đi, mình thấy được nhiều nét. Đó, chỗ này có hai nét đây nè, thấy không? Mình tạo đại một cái vị trí cái nét đây nè. Dễ qua đây như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta mới đo từ đây tới đây. Tap nè, đo vào cái detail line đây. Đo từ đây tới đường detail line nè. Tap nè, chọn detail line nè. Chỗ này các bạn cũng click vào cạnh đứng, các bạn chỉnh thành là 1200. Cái chiều cao với chiều ngang là line bằng với cái ô này luôn. Đây là cái hình tôi chụp ở bước 7 cho các bạn. Các bạn có thể tạo một cái kiểu hình dáng khác, có thể đục lỗ kiểu khác cũng sao hết. Nhưng mà tạm thời thì mình đang học, mình đục giống như vậy đi. Rồi để cho mình học xong cái đã rồi mình làm được, rồi mình muốn thiết kế sao đó thì tùy. Rồi có một cái chỗ cái lưu ý ở đây nè, là khi cần tính toán á thì các bạn nên đổi á, ở chế độ Coarse. Thì cái panel rất là ít nét, mình dễ làm việc nè. Các bạn để từ Medium trở đi á thì nó lại ra nhiều nét thế nè, khó làm việc hơn. Chúng ta qua một loại cắt cạnh trên ở cuối trang 79. Giờ trong sau các bạn zoom lớn chỗ cái ô này,
Cho phần này mình cắt sẽ cắt bỏ cái lỗ trong cái khung design đây. Các bạn tap, các bạn chọn cái panel ở đây. Sau đó các bạn unpin. Đây là cái hình ở bước 1. Ở bước 2, các bạn click edit type. Các bạn mở cái mục family ra. Các bạn đổi thành cái loại là ngang cắt cạnh trên. Cái size của nó thì là cái loại nguyên tấm chúng ta xài cái D1. Cho nên cái cắt cạnh trên chúng ta cũng xài D1 này. Rồi các bạn ok. Các bạn thấy nó cắt ngắn lại như thế này. Bây giờ tôi mới đo kích thước từ cái tim nè tới đây nè, nó ra là 500. Cho nên tôi tap, tôi chọn cái panel này, tôi hiệu chỉnh cái cầm cắt 1 là 500. Rồi các bạn thấy nó cắt đúng ngay cái đường visual line này cho mình. Tôi đổi qua chế độ medium. Rồi cho các bạn hình dung là nó đục lỗ rồi, thấy chưa. Bây giờ chúng ta qua một loại cắt cạnh dưới ở trang 80. Ở bước 1, các bạn tap, các bạn click chọn cái panel ở vị trí này. Sau đó các bạn unpin đó. Khi chúng ta làm á, mà chúng ta chỉ chọn có một cái panel unpin thì các bạn click ở đây cũng được. Nhưng khi các bạn chọn rất là nhiều panel mà các bạn cần unpin á, thì mình chọn cái unpin ở trên đây nè, nha, cho nó nhanh. Ở bước 2, các bạn click vào Edit Type. Trong Type Property, các bạn đổi cái Family nó thành là loại Procl ngang cắt cạnh dưới. Chỗ cái Type thì các bạn đổi thành cái Type là D1. Rồi các bạn ok. Bây giờ tôi zoom lớn nó chỗ này lên. Tôi không biết là nó gần đây mà không biết nó chính xác hay chưa. Cho nên tôi mới đo thước từ đây tới đây. Các bạn nhớ là mình đo vào cái cutting width nha. Rồi, kéo ra ngoài đây đi. Nó là 600. Giờ tôi tap, tôi chọn cái cutting panel. Ở đây nè, các bạn thấy cái cạnh cắt 1 nó đang là 400 nè. Vậy thì á, cái phần mà cắt của mình á, là cắt bỏ 400 thì nó còn 600, đúng rồi. Do cái panel cổ chúng ta là 1 mét. Bây giờ mình không tin nó thì mình đổi thử là thành 600 nè. Nếu mình cắt là 600 thì nó thụt sâu vô nè, thấy chưa. Cho nên mình sửa thử thành là 400. Nó dài ra lại. Bây giờ mình qua một loại cắt chữ U bên trái ở trang 81. Các bạn kéo nó quanh này. Sau đó các bạn tap chọn cái panel này. Đây là bước 1. Các bạn unpin nó. Ở bước 2 các bạn edit type. Sau đó mình đổi cái family thành là ngang cắt chữ U bên trái. Rồi cái size mình cũng đổi thành là D1 ngoài ton trong inox 50mm đây. Rồi các bạn ok. Bây giờ mình zoom lớn chỗ này lên. Các bạn thấy nó cắt hình chữ U như thế này nè. Nhưng mà chưa đúng với kích thước chúng ta mong muốn. Bây giờ tôi đổi thành tỷ lệ nhỏ hơn để mình đo cho nó dễ, 1/50 nha. Giờ mình sẽ đo ba cái cạnh cắt mình mong muốn. Mình sẽ đo từ đây, mình đo tới đây. À, từ chỗ này á là zoom lớn lên nè. Mình đo cái cạnh này nè, chứ đừng đo ngay tim. Rồi, đo tới đây. Nó là 1 mét. Đây là một cạnh. Bây giờ mình coi cái cạnh nào nó là 1 mét. Các bạn tap chọn nó nè. Thì cạnh 1 mét này á, là nó là cạnh cắt 1. Các bạn sửa thành là 1000. Chạy vô đúng cái thước này nè. Mình có quên cạnh cắt 1, cắt 2, cắt 3 gì đó cũng không sao. Thì mình cứ thử từng cái thôi. Thì thông thường các bạn thấy chữ U này á, tôi làm cái rough plan đứng là 1 nè. Rồi mình đếm theo chiều kim đồng hồ nè, 1 nè, 2 nè, cái này là 3 nè. Mình cứ làm lộn á thì mình sửa lại thôi, không có gì hết. Bây giờ chúng ta đo tiếp, đo từ cái detail line nè, lên tới đây nè. Cái này mình đo vào cái curtain rig nè, đó là 200. Đo từ detail line này xuống dưới đây nè, đo vào cái curtain rig nè. Mình phải đo từ detail line chứ, detail line đâu, đây nè. Xuống cái curtain rig đây, này nó là 400. Thì tiền sao, mình tap chọn lại cái panel này. Cạnh cắt 1 là 1000 nè, tới cạnh cắt 2 là 200 nè. Thì mình sửa cạnh cắt 2 là 200, đúng rồi. Cạnh cắt 3 này là 400 nè, mình sửa thành là 400. Các bạn thấy là cái tấm panel nó cắt đúng cái lỗ mình thiết kế như thế này. Giả sử chỗ này mình gắn cái ô kính quan sát, hay là gắn cái lỗ sáng, hay là trang trí gì đó tùy. Bây giờ chúng ta qua một cắt chữ U bên phải ở cuối trang 81. Ở bước 1, các bạn tap chọn cái panel này. Rồi, unpin đó. Ở bước 2, các bạn edit type. Rồi đổi thành cái loại là cắt chữ U bên phải. Cái size nó thì các bạn cũng lấy là ngoài ton trong inox. Các bạn ok. Bây giờ nè, mình coi lại cái vụ mà ngoài ton trong inox nè. Mặt ngoài ton này. Thì á, mặt đứng sau này là các bạn đang nhìn mặt trong của cái panel. Rồi, các bạn muốn nhìn cái mặt ngoài á, thì các bạn nhìn mặt notch. Mình đổi qua chế độ medium trở lên. Các bạn thấy á, cái ký hiệu á, mặt ton á, là có cán ngân cho nên nó có sọc nè, thấy chưa. Và có chấm 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 nè, là ký hiệu ton đó. Còn mặt sau nè, mà inox nè, cho nên nó có cán gân là sọc sọc thôi, nhưng mà nó không có chấm này để mình phân biệt cái vật liệu. Đây chỉ là cái ký hiệu thôi, mình thống nhất với nhau là ký hiệu như vậy thì mình ghi chú nó ra như vậy. Bây giờ qua bước 3, các bạn tap, các bạn chọn cái cutting panel này. Cũng tương tự, các bạn dùng phương pháp các bạn đo các kích thước này, đo ba kích thước để mình đổi. Cái này tôi đo rồi cho nên tôi không đo lại nữa cho mất thời gian các bạn. Mình đo lần này để cho các bạn biết cách mà tôi làm như thế nào thôi. Ở bước 3 các bạn điều chỉnh cạnh cắt 1 là 600. Cạnh cắt 2 là 200 và cạnh cắt 3 là 400. Nó khớp kích thước theo cái đường detail line này, thấy không? Bây giờ chúng ta qua cái một loại cắt chữ U bên trên ở trang 82. Thì các bạn đo cái kích thước từ cái detail line nè, so với cái cạnh này nè. Tháp ở đây nè. Cái cạnh mặt trong đó nha. Nó là 998.
Thì sau này các bạn chạy cái đồ án thực tế á, thì á, các bạn đo kích thước là nó chẳng tính theo cái vách của mình. Còn bây giờ mình đang học, cho nên á, là mình sẽ sửa kích thước này cho nó chẳng lại, rồi cho mình dễ hình dung. Chỗ này sửa lại thành là 1000. Tiếp tục, cái cạnh bên đây nè, các bạn đo từ đây. Chỗ này nó lẻ là do chỗ này nè, là do cái curtain pen, cái miếng lên ở đây nè, miếng lên e đó. Nó xuống đây. Sau đó các bạn lấy chọn cái detail nè, sửa nó thành là 800. Rồi, tiếp tục đo kích thước từ cái detail bên dưới nè, đo lên trên đây nè, là đo tới cái curtain rig đây. À, cái số này là 600. Sau đó các bạn tab chọn cái curtain panel, unpin nó ra. Ở bước 2, các bạn edit type, đổi thành cái loại là ngang các chữ U bên trên. Đây là loại ngang các chữ U bên trên đây. Sau đó lấy cái type D1 là ngoài ton trong inox. Rồi, ok. Nó cắt thành hình chữ U như vậy. Và nó chưa khớp với các đường detail line mà định vị ban đầu. Cho nên các bạn sửa lại kích thước là cạnh cắt 1 là 600. Đúng 600 kích thước nè, cắt từ đây đến đây nè. Cạnh cắt 2, các bạn sửa lại thành là 800. Thì cạnh cắt 2 nó chạy ra đúng kích thước từ đây đến đây là 800 đây. Cạnh cắt 3, các bạn sửa nó thành là 1000. À, nó sẽ chạy đúng kích thước 1000 đây như thế này. Và chúng ta đục được một cái lỗ như thế này. Chúng ta qua một loại cắt chữ U bên dưới ở trang 83. Bây giờ các bạn tab, các bạn chọn cái panel bên trên này, các bạn unpin nó. Sau đó các bạn edit type. Ở bước 2, các bạn đổi thành là ngang các chữ U bên dưới. Cái type các bạn cũng để là D1. Rồi các bạn ok. Sau đó các bạn thấy cái thứ nó không khớp với đường detail line này, mình mới sửa. Các bạn sửa cạnh cắt 1 là 600, cạnh cắt 2 là 800, cạnh cắt 3 là 1000. Các bạn thấy cái thứ nó khớp lại với những cái đường detail line là theo chúng ta tính toán này. Bây giờ chúng ta qua một loại cắt chữ L bên trên, bên trái là L trên trái đó, ở cuối trang 83. Các bạn zoom lớn vô khu vực này. Đây, cái khu vực này nè, mình sẽ cắt cái hình chữ nhật nè. Đó, và mình đã cắt được hai thằng rồi. Thì mình sẽ cắt cái thằng chỗ này. Rồi, các bạn đo kích thước từ đây. Đo tới đây đi. Nè, đo tới đường detail line nè. Các bạn thấy nó là 1002. Vậy thì như nãy tôi nói á, là sau này các bạn chạy dự án á, nó là 1002, cứ giữ 1002 là kích thước panel, nó lẻ cái nó. Tại vì á, là cái lỗ này nó phụ thuộc vào cái thiết kế kiến trúc của mình mà. À, mình muốn thiết kế từ đây đến đây nó chẳng chứ, đúng không? À, cho nên thì á, khi một thằng chẳng thì thằng khác phải lẻ thôi. Còn bây giờ chúng ta đang học, cho nên á, là cho cái số chẳng lại, các bạn đánh sửa thành 1000. Sau đó các bạn tab chọn cái panel này, rồi các bạn unpin. Tôi vừa thực hiện xong bước 1. Bây giờ chúng ta qua bước 2. Các bạn edit type. Formally thì các bạn đổi thành là ngang cắt chữ L trên trái. Type các bạn đổi thành là type D1. Rồi các bạn ok. Các bạn thấy nó cắt hình chữ L đây nè, thấy chưa? Bây giờ mình hiệu chỉnh cái kích thước là cạnh cắt 1 là 1000. Cạnh cắt 2 các bạn cho nó là 500. À, lập tức nó khớp ngay cái đường detail line mà mình mong muốn.